Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền đã rất Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh bộ đồ kiểu công sở của nữ. Để cắt và may được bộ đồ này, mình hướng dẫn các bạn làm 4 phần. Phần 1 mình hướng dẫn các bạn cắt quần. Phần 2 mình hướng dẫn các bạn cắt áo. Phần 3 mình hướng dẫn các bạn may quần. Và phần 4 mình hướng dẫn các bạn may áo. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi cắt áo. Đây là số đo của mình. Dài áo 57, rộng vai 37, dài tay 41, to tay 28 và 21, vòng ngực 94, vòng bụng 83 và vòng mông 86, dài quần 87, vòng bụng 83, vòng mông 86 và vòng ống 22. Và để may đủ bộ này, các bạn sẽ mua cho mình từ 2 mét vải đến 2 mét 20. Với khổ vải là 1 mét 50 là mình may đủ. Và chất để may đẹp nhất, các bạn có thể mua vải đũi, vải xước, vải gấm, vải lụa, ly len, thô cốt tông và nhiều loại vải khác mình đều may được. Nếu như phần 1 mình đang dẫn các bạn cắt quần, thì sang phần 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt áo. Và phần sau là phần 3 mình hướng dẫn các bạn may quần. Phần 4 mình sẽ hướng dẫn các bạn may áo. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt áo. Và trước khi đi cắt áo, mình sẽ trải thân sau lên trên và thân trước xuống dưới. Và các bạn lưu ý cho mình, áo này của mình có ly ở phần ngực áo thì mình sẽ dư sườn thân trước so với sườn thân sau là 3 cm, mình sẽ kẻ 3 cm. Và thân sau thì mình sẽ tính từ đường mình kẻ lên trên nhé. Thân trước sẽ dài hơn thân sau là 3 cm ở phần sườn. Dài áo của mình là 57, các bạn cộng cho mình 4 cm, là dài áo của mình 61 cm. Ngang cổ các bạn để cho mình bằng 9 và hạ cổ các bạn để cho mình 7 cm. Tính hạ xuôi vai sau cho mình bằng 3,5 cm. Tính rộng ngang vai cho mình theo công thức là bằng 1/2 số đo rộng vai. Rộng vai của mình là 37, các bạn chia 2 là bằng 18,5. Rộng ngang vai cho mình là bằng 18,5 cm. Sau đó các bạn sẽ lối cho mình lên 1/2 của ngang cổ. Tính hạ ngực cho mình theo công thức là bằng 1/4 vòng ngực. Vòng ngực của mình là 94, các bạn chia 4 là bằng 23,5. Hạ ngực cho mình là bằng 23,5. Và hạ eo cho mình là 37 cm. Các bạn gióng sang bên đây cho mình cũng hạ ngực là 23,5 và hạ eo cho mình là 37 cm. Sau đó các bạn lối cho mình ngang ngực và ngang eo. Các bạn tính rộng ngang ngực cho mình. Rộng ngang ngực các bạn tính cho mình theo công thức là bằng 1/4 vòng ngực cộng cho mình 3,5. Vòng ngực của mình 94, các bạn chia 4 là bằng 23,5, cộng với 3,5 là bằng 27. Tính vào lách cho mình, hay còn gọi là xéo lách, là bằng 1/2 rộng vai. Rộng vai của mình 37, các bạn chia 2 là bằng 18,5. Vào lách của mình tính từ giữa thân sau ra là 18,5. Sau đó bạn lối cho mình từ rộng ngang vai xuống đường vào lách. Đừng chéo, các bạn chia đôi, lấy vào cho mình 1/2 là mình được vòng lách của thân sau. Các bạn tính rộng ngang eo cho mình theo công thức là bằng 1/4 vòng bụng cộng cho mình 4 cm. Lấy bụng dưới nhé. Bụng dưới của mình là 83, chia 4 là bằng 21, cộng 4 là bằng 25. Rộng ngang eo của mình là bằng 25. Tính rộng ngang gấu cho mình bằng 1/4 vòng mông cộng cho mình 4,5. Vòng mông của mình là 81,5, cộng 4,5 là bằng 26. Rộng ngang mông của mình là bằng 26 cm.
Sau đó bạn nối cho mình từ ngang gấu lên ngang eo và từ ngang eo lên ngang ngực cho mình. Và đoạn sườn chỗ ngang eo các bạn sẽ đánh cho mình 0,5 cm để cho phần sườn của mình nó thoát. Và cái phần gấu lưng của mình các bạn sẽ cắt lên cho mình 1 cm. Phần sườn các bạn sẽ cắt cho mình đến phần ngang eo. Sau đó các bạn sẽ cắt rời cho mình cái phần thân sau riêng và thân trước riêng. Vì thân trước của mình có ly nên mình sẽ để lại cái phần sườn mình cắt sau nhé. Vẽ lại cho mình phần rộng ngang ngực từ thân sau xuống thân trước. Xong dấu cho mình từ đường rộng ngang ngực thân sau xuống đường rộng ngang ngực thân trước nhé. Tính hạ ngực trước của mình bằng hạ ngực sau là bằng 23,5. Lối cho mình. Từ trên này xuống các bạn sẽ lấy cho mình 12 cm. Và từ phần ngực xuống lấy cho mình 10 cm, sau đó lối cho mình. Đây là phần ly sườn nhé. Dài ly các bạn lấy cho mình là 12 cm. Và rộng ly là 3 cm, mỗi bên là 1,5 cm cho mình. Các bạn sẽ chia đôi của 3 cm ra, mỗi bên là còn 1,5. Mình tính vào lách nhé, vào lách trước bằng vào lách sau trừ 1, lấy vào lách sau của mình là 18,5 thì vào lách trước của mình còn 17,5. Các bạn tính ngang cổ cho mình, ngang cổ các bạn để cho mình 9, hạ cổ các bạn để cho mình 13,5, sau đó các bạn lối cho mình. Đường chéo các bạn chia đôi và lấy vào cho mình 1/2 là mình được bằng cổ của thân trước. Hạ xuôi vai trước cho mình là 4 cm. Rộng vai trước bằng rộng vai sau là bằng 18,5. Sau đó lối cho mình từ ngang vai lên 1/2 của ngang cổ. Và lối từ rộng ngang vai xuống đường vào lách cho mình. Đường chéo các bạn sẽ lấy vào 1/2 là mình được vòng nách của thân trước. Và các bạn sang dấu đối xứng ly ngực cho mình sang thân áo bên đây nhé.
Và sau khi cắt xong thân trước và thân sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt tay áo. Dài tay các bạn tính cho mình theo số đo và cộng thêm cho mình đường may là 3,5. Hạ mang cho mình 14 cm. Vì là phần lách áo nó rộng nhưng mình hạ sâu phần mang một chút thì tay của mình nó sẽ đẹp hơn. Tính rộng ngang tay cho mình bằng 1/2 số đo rộng vai cộng cho mình 1,5. Rộng vai của mình là 18,5 cộng với 1,5 là bằng 20. Rộng ngang tay của mình là bằng 20 cm. Sau đó các bạn nối cho mình từ rộng ngang tay lên đường đầu tay. Đường chéo là các bạn chia làm 3 phần. Hai phần trên các bạn đánh lên, phần dưới các bạn đánh xuống là mình được đầu tay áo. Và để cái phần tay của mình tra vào thân áo và vòng lách nó đẹp thì các bạn sẽ lấy cái phần lách của thân áo lên, các bạn khớp cho mình vào phần đầu tay. Và nó hụt hơn so với tay áo từ 1 đến 1,5 cm là mình may được. Thì khi mình tra cái phần tay áo và phần lách áo, nó rất là tròn và nó mọng, nó không bị đói của cái tay áo. Các bạn tính rộng cửa tay cho mình bằng 1/2 số đo rộng cửa tay và cộng với 2. Vì áo của mình tay loe một chút nhé, nên là mình cộng cái phần cửa tay này nhỏ một chút, sau đó mình đánh loe nó sẽ đẹp hơn. Lối lên cho mình. Vì phần tay áo lại mặc hơi rộng nên các bạn sẽ tính cho mình cái phần rộng bắp tay này bằng 1/2 số đo rộng bắp tay và cộng cho mình từ 4 đến 5 cm nhé. Áo tay hơi loe thì phần trên thì các bạn cắt rộng một chút thì cái phần dáng của tay nó sẽ đẹp hơn. Còn phần loe này các bạn sẽ lấy từ dưới lên 10 cm và lấy cái phần chân của loe tay áo ra là 6 cm và đánh lên cho mình. Đoạn dưới của phần cửa tay này các bạn sẽ đánh lên cho mình 1,5 cm. Các bạn cắt mang tay cho mình, khớp cho mình mặt trái của tay áo vào với nhau, cắt mang cho mình 1 cm. Và sau khi cắt xong phần tay áo, các bạn sẽ đi cắt phần đáp cổ và phần mếch để mình ép vào phần đáp cổ. Để cắt đáp cổ, các bạn sẽ để cho mình cái phần cổ áo lên và cắt cho mình phần đáp theo phần cổ áo. Thân trước thì các bạn lấy thân trước ra mình cắt nhé, còn thân sau thì các bạn sẽ lấy thân sau. Còn phần dưới từ họng cổ xuống các bạn có thể lấy cho mình từ 8 đến 10 cm. Cho dài một chút thì khi mình may lên nó không bị lật, nó đẹp hơn. Xong cắt xong phần đáp của cổ trước và đáp của cổ sau thì các bạn sẽ cắt mếch và ép vào phần đáp để cho mình. Để cắt mếch thì các bạn đặt cái phần đáp này lên phần mếch và cắt cho mình là được.
Sau cắt xong phần đáp cổ trước và đáp cổ sau thì các bạn sẽ vẽ cho mình cái phần thân trước để mình đặt dây nhé. Đây là dây của mình này, mình sẽ đặt đến phần thân trước, phần cửa tay và phần túi quần nhé. Các bạn sẽ lật cho mình mặt phải của thân trước ra và vẽ cho mình cái phần gấu là từ dưới gấu lên là 10 cm. Các bạn sẽ vẽ đều cho mình. Và đoạn 10 cm này là mình đặt dây trang trí. Và mình chỉ may dây ở phần thân trước, thân sau thì mình không may nhé. Mình vừa hướng dẫn các bạn cách hoàn chỉnh mẫu áo kiểu lữ. Và phần sau là phần 3 mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may quần. Và phần 4 mình hướng dẫn các bạn cách may áo. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách hoàn chỉnh mẫu áo kiểu của bộ đồ công sở lữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.